Cao tốc Tân Phú - Liên Khương dự tính khởi công sớm 6 tháng. Hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương được dự tính khởi công vào tháng 6 năm 2023, hoàn thành sau 3 năm, sớm hơn kế hoạch 6 tháng. Nội dung được Bộ Kế hoạch Đầu tư, Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thống nhất sau buổi làm việc, khảo sát thực địa ngày 15 tháng 7. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cho biết, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc giai đoạn 1 có tổng đầu tư 6.500 tỷ đồng, trong đó, Trung ương bố trí 2.000 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh giải phóng mặt bằng và thi công. Địa phương cam kết chi 4.500 tỷ đồng trong giai đoạn 2022-2025, mỗi năm 1.500 tỷ đồng. Còn cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có tổng đầu tư 12.000 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng cam kết chuẩn bị 10.800 tỷ đồng vốn đối ứng, còn lại là vốn của các nhà đầu tư. Địa phương này đã đề nghị Trung ương hỗ trợ 2.500 tỷ đồng. Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 66 km được chia làm hai giai đoạn đầu tư, từ nay đến năm 2025 làm hai làn xe, hai làn dừng khẩn cấp, rộng 13,5 m. Từ năm 2025 đến 2035 hoàn chỉnh nền đường rộng 22 m với 4 làn ô tô và hai làn dừng khẩn cấp. Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài 73 km cũng chia thành hai giai đoạn xây dựng, từ năm 2022 đến năm 2025 làm 4 làn xe, rộng 17 m, vận tốc 80 km/h. Sau năm 2030, cao tốc mở rộng lên 8 làn, rộng gần 25 m, tốc độ khai thác 100 km/h, có làn dừng khẩn cấp.